Chào các bạn đến với bản tin cập nhật giá thanh long hôm nay. Giá thanh long thay đổi hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh để xem video tiếp theo. Giá thanh long ruột đỏ về vựa chi tiết như sau. Loại 1 giá 21.000 đồng trên kg. Loại 2 giá 15.000 đồng trên kg. Loại 3 giá 9.000 đồng trên kg. Giá thanh long ruột trắng về vựa chi tiết như sau. Bò đẹp loại 90% giá 16.000 đồng trên kg. Bò đẹp loại 80% giá 15.000 đồng trên kg. Bò đẹp loại 75% giá 14.000 đồng trên kg. Bò sàng loại 90% giá 14.000 đồng trên kg. Bò sàng loại 80% giá 13.000 đồng trên kg. Bò sàng loại 75% giá 12.000 đồng trên kg. Bò thường loại 90% giá 12.000 đồng trên kg. Bò thường loại 80% giá 11.000 đồng trên kg. Bò thường loại 75% giá 10.000 đồng trên kg. Hàng giạt từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng trên kg. Giá hàng xô từ 12 đến 14.000. Giá thanh long tại vườn thấp hơn giá tại vựa từ 1.000 đến 3.000 tùy vườn. Cảm ơn bạn đã xem hết video của mình. Nếu thấy hay đăng ký kênh, like, chia sẻ video.